Cẩm Y Chi Hạ tuy đã nguội nhưng Đàm Tùng Vận vẫn nhận giải diễn xuất. Tình cảm mà giới phê bình dành cho phim cổ trang Cẩm Y Chi Hạ của Đàm Tùng Vận vẫn rất lớn dù bộ phim đã kết thúc từ lâu. Cẩm Y Chi Hạ, bộ phim cổ trang khi tên tuổi của Đàm Tùng Vận vụt sáng khắp châu Á đã kết thúc, nhưng những ấn tượng về màn trình diễn của kiều nữ chiến X cùng tài tử Nhậm Gia Luân vẫn chưa phai nhạt trong tâm tưởng khán giả. Năm 2020 cũng là một năm đáng nhớ của Đàm Tùng Vận qua các phim Dân Sơ Kỳ Nhân Truyện, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà và Phố Ma Dương Thân Yêu. Đặc biệt, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà gần như được coi là một bộ phim truyền hình quốc dân khi người nhà, nhà nhà đều dõi theo từng diễn biến của câu chuyện tình nghĩa gia đình cực kỳ cảm động. Dù vậy, mới đây Đàm Tùng Vận vẫn nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất thể loại cổ trang tại lễ trao giải Hoa Đình. Với vai diễn trong phim Cẩm Y Chi Hạ, cộng thêm giải thưởng nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất. Giải thưởng như một minh chứng cho việc Đàm Tùng Vận hoàn toàn có thể cân tốt mọi thể loại từ hiện đại tới cổ trang mà vẫn giữ được nét riêng cho bản thân. Hơn nữa, cô còn góp mặt trong Cẩm Tâm Tượng Ngọc, đóng cùng với tiền bối Trung Hàn Lương. Các phim chiếu mạng Trung Quốc thời gian trở lại đây luôn nhận được sự hưởng ứng và hâm mộ nhiệt tình của người xem trong nước cũng như quốc tế, nên thật khó chọn tác phẩm nào xuất sắc. Tuy nhiên, những tên phim được bàn tán như Cẩm Y Chi Hạ, Trần Tình Lệnh. Nếu Trần Tình Lệnh tạo nên cơn sốt mùa hè năm 2019 khiến toàn châu Á biết đến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì người người nhà nhà đều cảm động đến rơi lệ với câu chuyện tình do Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận tạo ra khi Cẩm Y Chi Hạ được phát sóng. Hai bộ phim cũng chiếm thế thượng phong so với các phim khác vì đều có sức hút khủng khiếp. Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ chuyên môn, Cẩm Y Chi Hạ vẫn nhỉnh hơn do diễn xuất đầy kinh nghiệm và xuất sắc của Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận. Cẩm Y Chi Hạ còn được gọi là phim lấy diễn xuất bù lỗ do kinh phí sản xuất hết sức ít ỏi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVLOV. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.